Phân Ưu nhận được thông tin thân phụ của anh Nguyễn Văn Thành là cụ ông Nguyễn Văn Thái, sinh ngày 26 tháng 6 năm 1927, vừa tạ thế ngày 9 tháng 2 năm 2020 tại Virginia, hưởng thọ 94 tuổi. Toàn thể các bạn học Nova và Đại học Maryland thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Văn Thái, cùng các bào đệ và các con cháu của cụ ông kính lời nguyện cầu cho hương linh của cụ ông sớm về cõi vĩnh hằng